Dịch COVID-19 tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được kiểm soát tốt và thời hạn giãn cách phòng dịch lần thứ tư cũng đang dần kết thúc. Các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đang mong chờ được hoạt động trở lại. Cùng với mong chờ này, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay xây dựng kế hoạch hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận vào ngày 28 tháng 6, nhưng hoạt động vận tải khách thì đã lao đao đình trệ từ trước đó cả tháng, từ ngày 31 tháng 5. Hơn 160 đầu xe của hãng taxi Vinasun được chia ra gửi tạm ở nhiều địa điểm, từ xưởng bảo trì, bảo dưỡng, bến tàu cánh ngầm đến trường học. Gần 4 tháng qua, phương tiện không được hoạt động, tài xế cũng nghỉ hàng loạt, khó khăn chồng chất. Trong những tháng giãn cách vừa qua thì anh em lái xe của taxi của tụi em thì không có được kinh doanh, cho nên là cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn đầu bắt đầu dịch thì công ty cũng có hỗ trợ như là cho ứng ký quỹ, rồi cũng có cho ứng hỗ trợ tiền mặt, nhưng mà mong muốn của tụi em thì vẫn muốn là sớm hết giãn cách để mà tiếp tục có thể kinh doanh để ổn định cuộc sống. Nguồn của một ngày thì doanh thu của em kiếm được khoảng tầm 500-600 ngàn. Nhưng mà khi dịch tới giờ thì không được giãn cách, không được ra ngoài á, em chỉ ở nhà thôi, không có làm ăn gì thêm, cho nên tình hình rất là khó khăn. Cái giãn cách mấy tháng trời mình ở nhà, nói chung cuộc sống thì cũng rất là khó khăn. Rồi em chỉ mong là mau cho cái cộng đồng mình nó mau hết dịch để mà mình có công việc làm ổn định. Dịch bệnh dần được kiểm soát, thời điểm này hãng taxi Vinasun đang kêu gọi các tài xế trở lại làm việc, có kế hoạch đưa phương tiện đi bảo dưỡng ngay sau khi việc đi lại được cho phép. Mong muốn của đơn vị vận tải khách của tôi là chính quyền quan tâm về, trước tiên là về vấn đề mà phòng chống dịch. Đã gần 4 tháng dịch rồi, đã chịu đựng rồi, thì trước khi mà cho mà hoạt động ra kinh doanh thì trước tiên là anh em lái xe cũng phải được tiêm vaccine. Cái đó là cái quan trọng nhất để khỏi ảnh hưởng đến cũng như là người dân và cũng chính bản thân của anh em lái xe. Phương Trang, một doanh nghiệp tên tuổi trong tuyến vận tải đường dài, đang mong ngóng ngày được trở lại hoạt động. Thời gian qua, việc thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành phố phía Nam khiến cho hoạt động kinh doanh của công ty sụt giảm nghiêm trọng. Không được chở khách, công ty đăng ký phục vụ tuyến đầu chống dịch. Thời gian qua, Phương Trang đã huy động tối đa tài xế và phương tiện đổ về các điểm nóng của dịch COVID-19. Không riêng gì lái xe, tất cả các nhân viên của hệ thống Futarup đều được trả tiền lương theo chế độ. Đối với Phương Trang, đến thời điểm này thì tạm gác những cái khó khăn trong cái kế hoạch kinh doanh. Tập trung tất cả các xe của chi nhánh của Phương Trang chuyển về tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng chung tay phòng chống dịch. Phương Trang cũng giống như là của tất cả các doanh nghiệp cũng mong muốn sốt làm sao mà chúng ta phòng chống cái dịch này nó nhanh gọn và cắt để trở lại cái một cuộc sống bình yên cho bà con trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại 70 phương tiện loại 28 ghế của Phương Trang đã được huy động tập trung về thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng chống dịch. Hãng xe đang đợi quyết định của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép doanh nghiệp được hoạt động trở lại để có kế hoạch điều động xe về lại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.